Chiều 28 tháng 12 tại Hà Nội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Thể dục Thể thao về việc tạo việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho các vận động viên của Thể thao Việt Nam có thành tích cao sau khi không còn thi đấu chuyên nghiệp. Tới dự có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao và các vận động viên. Thỏa thuận này cam kết từ năm 2020, dưới sự bảo trợ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, doanh nhân trẻ cả nước sẽ hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm trên cơ sở phù hợp nguyện vọng và địa bàn sinh sống của các vận động viên đạt thành tích cao, thôi không còn thi đấu chuyên nghiệp. Theo đó, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ lập danh sách các vận động viên có nhu cầu hỗ trợ việc làm. Trên cơ sở đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ vận động các hội, doanh nghiệp hội viên tại các địa phương để kịp thời hỗ trợ các vận động viên. Đây là một chương trình thiết thực góp phần tiếp sức cho các vận động viên yên tâm rèn luyện cống hiến, thi đấu mang vinh quang về cho Tổ quốc. Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng trao tặng 10 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho 10 vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 30 vừa qua.